Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Rancho Channel và mình là Phát Nguyễn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho anh em một cái thắc mắc mà anh em hay hỏi mình, đó là việc sử dụng là bơm chìm hay là bơm cạn thì cái nào nó sẽ bền hơn? Tại vì nhiều anh em hay thắc mắc là sử dụng bơm mà để trên cạn như vậy thì nó có làm giảm tuổi thọ bơm hay không? Ok, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Thì hôm nay mình có trên tay một con bơm bao du 6.000. Thì con này là mình sử dụng trên cạn cho cái hồ composite của mình. Thì nếu anh em nào mà quan tâm tới kênh mình thì biết là cái hồ đó là hồ nào và mình sử dụng như thế nào. Mình có clip hướng dẫn rồi và cũng có nói về cái hồ đó rồi. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng á, thì chắc mình không nhớ rõ, chắc phải hơn 2 năm, thì hôm nay con bơm này nó có vấn đề. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng á, thì bắt đầu những cái lớp keo và những cái ron cao su của nó bắt đầu bị hở và nó bắt đầu rò rỉ nước. Tuy nhiên thì cái bơm vẫn hoạt động bình thường nha các bạn, nó vẫn chạy, nó vẫn ok hết, nhưng mà nó bị hở keo và hở ron và bắt đầu bị rò rỉ nước. Thì mình nghĩ đây không phải là vấn đề do mình để bơm trên cạn hay là mình để bơm chìm, mà nó là vấn đề về lão hóa về thời gian của ron cao su và cũng như keo. Tuy nhiên khi mà anh em để bơm chìm ở dưới nước á, thì anh em sẽ không nhận thấy được cái chuyện đó, anh em cũng không quan tâm, tại vì để chìm trong nước thì nó có rỉ nước hay là nó có rò rỉ gì đó thì mình cũng không thấy và cũng không phát hiện được. Tuy nhiên khi mà mình để trên cạn á, thì mình sẽ thấy rất rõ là khi mà những cái ron này hở, bắt đầu cái bơm nó bị nhiễu nước và mình thấy ở dưới sàn mình bắt đầu có bị ẩm ẩm, bị rỉ nước và mình sẽ nhận ra ngay. Thì để đó là một cái nhược điểm mà khi anh em sử dụng bơm trên cạn. Tức là cái lỗi này là bơm chìm hay bơm nổi đều bị, nhưng mà bơm chìm thì anh em sẽ không phát hiện ra và bơm nổi thì anh em sẽ phát hiện ra và anh em phải tìm cách khắc phục. Thì ở đây mình đang tìm cách thay cái ron này để cho nó hết bị rỉ nước và cũng như dán lại cái lớp keo. Thì không biết có thành công hay không, nhưng mà mình sẽ thử. Nếu anh em nào quan tâm thì có thể theo dõi những clip tiếp theo về cái quá trình mà mình xử lý cái vấn đề rò rỉ nước của cái bơm bao du 6.000 này ha.